Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 11, câu 5 tới câu 13. Người còn nói với các ông: ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp: xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng lại rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao? Quý vị và các bạn thân mến, cầu nguyện thiết thực với đời sống Kitô hữu chúng ta. Làm sao gọi là Kitô hữu mà lại không cầu nguyện? Thế mà việc này lại là thực tế, và nó phản ánh thái độ đức tin của chúng ta. Chúng ta xin mọi thứ, những cái cho nhu cầu của mình, như một người thiếu thốn. Chúng ta chạy khắp nơi, chúng ta khấn xin Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Antôn làm phép lạ, các thánh. Chúng ta kêu xin đủ các thần thánh trên trời. Qua việc đó cho thấy rõ ràng chúng ta yếu sức, cần đấng bầu cử, cần tới ơn Chúa. Tuy nhiên, có khi chúng ta lại tin quá mơ hồ, hoặc có khi lại quá cuồng tín, hoặc một cách thái quá, quá dễ tin, nên mới có việc chúng ta dễ rơi vào tình trạng mê tín, giải thích phép lạ một cách mơ hồ, tin vào những phép lạ mà không cần tới Chúa hay giáo huấn của giáo hội. Cuồng tín hay dễ tin đều là trạng thái tôn giáo cực đoan, dễ lầm lạc và lệch lạc. Chúa Giêsu dạy chúng ta kinh lạy Cha, làm chuẩn mực cho lời cầu nguyện. Chúa còn làm gương cho chúng ta về việc cầu nguyện, một việc làm không thể thiếu trong việc thờ phượng Thiên Chúa. Tại sao chúng ta phải cầu nguyện? Chúa Giêsu cầu nguyện hầu tìm thánh ý Thiên Chúa trong mọi lúc. Không một vị thánh nào mà không cầu nguyện để biết ý Thiên Chúa muốn mình phải sống thế nào. Tìm thánh ý Thiên Chúa qua cầu nguyện là một dấu chỉ để chúng ta không lạc đường. Chúa cũng dạy chúng ta kiên trì trong cầu nguyện. Có những việc không phải tự nhiên hay tức thì chúng ta nhận ra thánh ý Thiên Chúa. Những xô bồ của trần gian làm tâm hồn chúng ta lao xao, nhưng cám dỗ của ma quỷ làm chúng ta lầm tưởng đó là tiếng nói của Chúa. Kiên trì cầu nguyện và chịu sự hướng dẫn của Thánh Thần, chúng ta mới nhận ra thánh ý Thiên Chúa trên cuộc đời.
kiên trì để cho ơn Chúa ở lại với chúng ta. Cầu nguyện để cho ý Chúa thể hiện trong cuộc đời mình. Ai nói rằng mình cầu nguyện mà chỉ làm theo ý riêng mình và tìm vinh quang cho mình thì ắt là họ đang cầu nguyện với chính họ. Ai cầu nguyện mà để cho thánh ý Thiên Chúa hướng dẫn thì mới dễ dàng chấp nhận những hy sinh để thành toàn trong ơn Chúa. Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con cầu nguyện. Chúa cũng muốn chúng con cầu nguyện cách kiên nhẫn. Xin cho chúng con biết kiên trì cầu nguyện và để thánh ý Chúa làm chủ trên cuộc đời chúng con. Amen.